Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn à, danh mục tài liệu, câu hỏi trắc nghiệm có trên phần mềm hình thức trắc nghiệm .vn phần mềm hỗ trợ các bạn à, ôn kiến thức để dự tuyển công chức phần kiến thức chung à, như vậy eh, trên 201 tài liệu eh, gồm những tài liệu nào thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn tài liệu thứ nhất Luật cán bộ công chức 2008 sửa đổi 2019. À số 2 là Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 2019. Số 3 là Luật Tổ chức chính phủ 2015 và sửa đổi 2019. Số 4 là Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Số 5 là Luật phòng chống tham nhũng. À và một số các luật khác. À Nghị định 123 2016 của Chính phủ à quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ. Số 7 là Nghị định 101 2020 sửa đổi Nghị định 123 năm 2016 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ và cơ quan ngang bộ. À rồi đến số 8 là nghị định 138 năm 2020 của chính phủ về quản lý công chức. Nghị số 9 là nghị định 112 năm 2020 là xử lý kỷ luật cán bộ công chức. Số 10 là nghị định 71 sửa đổi nghị định 112 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ à, công chức. À 11 là nghị định 90 À, năm 2020 xếp chất lượng cán bộ công chức 12 là nghị định 48 năm 2023 sửa đổi nghị định 90 à, về xếp chất lượng cán bộ công chức à, số 13 nghị định 14 là năm 2023 à, nghị định 14 năm 2023 quy định chức năng à, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của bộ tài chính rồi à, nghị quyết 76 Năm 2021 là chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. À rồi đến 15. Rồi à, đến 15 là quyết định 508 à, à, của Thủ tướng Chính phủ là chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. À rồi đến 16 là quyết định số 41 2018 à quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Tổng cục thuế. À rồi đến số 10 đến mục 17 là quyết định số 15 à sửa đổi quyết định số 41 2018 à sửa đổi à nghị quyết định số 41 về chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Tổng cục thuế. À như vậy là mục số 16 17 này là liên quan đến nhau. Mục à, số 18 là quyết định 110 à chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Chi cục thuế Chi cục thuế khu vực à, Mục số 19 Là quyết định số 1766-2019 Là tuyên ngôn ngành thuế Việt Nam à, Rồi 20 Là thông tư số 29-2022 Quy định mã số tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ Công chức chuyên ngành thuế Hải quan dự trữ kế toán à, Vân vân à, Vân vân à, Các bạn có thể đến tới À, 201 hiện nay tôi đang giới thiệu với các bạn phần mềm đã đã có 201 tài liệu rồi là là câu hỏi trắc nghiệm cho quyết định 3309 của Học viện Hành chính quốc gia ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2022 về tài liệu bồi dưỡng công chức ngành chuyên viên và tương đương à, như vậy trên phần mềm à, có 200 hiện tại à, đã cập nhật 201 tài liệu à, để các bạn à, chọn lựa ôn Kiến thức để dự tuyển công chức uh, Viên chức Xin giới thiệu với các bạn như vậy Thì uh, Sau đây tôi sẽ giới thiệu cái phương pháp Đăng nhập trên phần mềm Để học từng tài liệu rồi Sau đó chúng ta thi thử từng tài liệu để Làm như thế nào à, Chúng ta khởi động uh, trình duyệt trên máy tính của các bạn à, Thí dụ Google Chrome chẳng hạn Sau đó các bạn gõ cái địa chỉ là uh, Các bạn lưu ý bây giờ là Trình duyệt nó có tính năng bảo mật Cho nên các bạn gõ đầy đủ là HTT P dấu 2 chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trắc nghiệm chấm viên chú ý cái cụm từ hát. T T T 2 chữ T P dấu 2 chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trắc nghiệm chấm viên à các bạn ấn enter sau xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi thì là lần đầu tiên các bạn muốn học à, tôi giới thiệu cho các bạn phương pháp học đầu tiên rồi là, uh, số 2 là giới thiệu các bạn thi thử từng tài liệu các bạn chọn mục số 1 môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức thì các bạn học từng tài liệu à, sau đó các bạn nhập cái danh mật khẩu à, khi có cái danh mật khẩu các bạn phải bí mật vì sao bí mật vì người khác biết được đăng nhập phần mềm nó sẽ xung đột với các bạn thì các bạn không đăng nhập được à, chúng ta học trên phần mềm chúng ta còn rèn luyện được kỹ năng thi thực hành trên máy tính kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta không bỡ ngỡ à, chúng ta chọn login để đăng nhập phần mềm thì tôi đã giới thiệu với các bạn trong cái trang này à, có tới 200 tài liệu rồi tôi đang giới thiệu với các bạn như vậy thí dụ như đây là à, luật công chức thì các bạn học từng tài liệu học xong luật công chức rồi đến các bạn học tổ, luật tổ chức chính quyền địa phương rồi hoặc học, học à, cái luật tổ chức chính phủ rồi các bạn học à, hiến pháp vân vân theo cái danh mục tôi vừa giới thiệu với các bạn bây giờ muốn học thì các bạn kích chuột vào một cái tài liệu nào đó à, nhấn nó trái chuột sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thực hiện đề thi sau start bắt đầu à, là các bạn nhấn vào start nhấn nó trái chuột sau đó các bạn nhìn sang tay phải có cái chữ finish ở trên tay trái màn hình như này tay trái có chữ finish xem như hoàn thành lúc thi thử thì chúng ta cũng kích chuột finish nếu nộp bài sớm bây giờ học lần đầu để nạp dữ liệu của bộ óc các bạn các bạn kích chuột ngay vào finish xem như mình đã hoàn thành rồi di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn nộp bài kết thúc nộp bài kết thúc khi đó các bạn sẽ đọc nội dung đề bài rồi phần mềm sẽ hướng dẫn các bạn trên À, cái 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 nội dung à, của các cái phương án để các bạn trả các các bạn làm bài. Đó. Thì các bạn chú ý thí dụ như các bạn đọc câu hỏi này, các bạn đọc câu hỏi là theo luật cán bộ công chức 2008 2019 đâu không phải là ngạch công chức. Thì chúng ta phải học theo phương pháp tư duy để hiểu nội dung. À, đây là một cái tình huống đặt ra, Để giải quyết tình huống này thì à, hướng dẫn các bạn căn cứ điều 42 thì các bạn mở cái file lên các bạn tải trên phần mềm hoặc các bạn vào Google các bạn tải cái file luật công chức 2008 và sửa đổi 2019 vì có sửa đổi cho nên có thể các bạn tải cái, phần, cái, cái cái, cái, phiên bản hợp nhất cũng được đó xin giới thiệu với các bạn à, có hai cách thì các bạn tải cái file 2008 2019 ở trên phần mềm và các bạn có thể tải văn bản hợp nhất cái luật cán bộ công chức này thì như vậy các bạn căn cứ vào đâu để giải quyết tình huống này đây là cái kinh nghiệm dạy đại học thầy giáo đưa ra cái phương pháp học là gì phân giá cái tài liệu ra làm nhiều ý nhỏ, mỗi một ý là một câu hỏi trắc nghiệm đó thì chúng ta học chúng ta hiểu rất sâu à, nếu chúng ta chỉ đọc mình tài liệu không thôi thì nó trôi tuột luôn à, như vậy là các bạn sẽ à, kỳ thi chính thức diễn ra rất bỡ ngỡ vì vậy phải phân rã cái tài liệu ra làm nhiều câu hỏi vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa giải quyết học cái lý thuyết tài liệu để nó rất là dễ học à, đây là kinh nghiệm dạy đại học thầy giáo thấy là rất tốt à, thì truyền lại cho các bạn để các bạn ôn tập chúng ta ôn tập để có kiến thức vượt qua kỳ thi, chúng ta ôn tập để có kiến thức khi chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn, đó là hai cái mục đích chính và học như thế nào đó để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cứ gì chúng ta cũng làm được, cái đó là phương pháp học tốt nhất, tránh chạy show đi tìm cơ hội trách nhiệm để học thì học bao giờ cho hết được. vì vậy các bạn học theo phương pháp tôi trình bày ở đây, tức là các bạn phải hiểu nội dung căn cứ vào đâu để giải quyết tình huống đó, rồi các bạn dùng tư duy để các bạn làm, để học lần đầu tiên thì các bạn nạp dữ liệu vào bó các bạn này. Các bạn đọc nội dung câu hỏi đúng sai nó còn phụ thuộc vào nội dung câu hỏi. Phương án đúng là gì? Nó có nội dung đúng như trong tài liệu. Phương án sai là gì? nó sai với nội dung trong tài liệu và cái nội dung đó lại không có trong tài liệu. À, những cái loại câu hỏi thông hiểu thì các bạn phải hiểu sâu. loại câu hiểu, những loại câu hỏi nhận biết thì các bạn có thể đọc tài liệu các bạn nhận được ngay. Nhưng cái loại câu hỏi câu hỏi các bạn phải thông hiểu thì các bạn có tư duy các bạn mới làm được. Thí dụ như đâu không phải là ngạch công chức Thì căn cứ điều 42 Thì căn cứ điều 42 Thì uh, ngạch công chức có ngạch chuyên viên cao cấp Và tương đương uh, Điểm B là ngạch chuyên viên chính Và tương đương Điểm C là uh, chuyên viên và tương đương Điểm D cán sự và tương đương Điểm D là nhân viên Như vậy là A, B, C, D Thì ở đây các bạn căn cứ điều 42 Thì chúng ta uh, Cụ thể là nó có uh, 5 ngạch rất rõ ràng đó Nhưng mà loại thì có bốn loại thôi loại A là chuyên viên cao cấp loại B là chuyên viên chính loại C là chuyên viên à, loại loại D là D D là cán sự và nhân viên như vậy khi ghép cái loại D D D tiếng việt đấy là cán sự và nhân viên hai cái ngạch này vào cùng một loại đó là loại D à, các các bạn giới thiệu các từ A B C D đó A là cao nhất là chuyên viên cao cấp đó À, như vậy các các bạn để ý đây là nhân viên cũng là một ngành còn cán sự là một ngành đó các bạn để ý là 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 nó nó rất tường minh và phương pháp học ở đây là tìm ra ba phương án nó là ngạch công chức dùng phương pháp loại trừ suy ra phương án còn lại không phải là ngạch công chức à, có căn cứ như vậy các bạn kích chuột vào file để mở cái điều 42 lên à, để các bạn đọc và cái đây là tôi đã tốt tắt với các bạn lên trên nền đây rồi thì các bạn ví dụ như các bạn mở nhiều file thì các bạn mở lên thì các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ nốt cửa sổ thu nhỏ để các bạn à, nhấn nó trái thì nó lại thu nhỏ lại đó, các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ nhấn nó trái thu nhỏ lại chúng ta mở nhiều cửa sổ cùng một lúc à, chúng ta muốn mở nó lên chúng ta lại kích chuột à, vào nốt trái chuột à, vào cái biểu tượng thu nhỏ nhấn nó trái nó lại mở lên đó là cái thao tác để chúng ta mở nhiều cửa sổ như vậy để giải quyết tình huống câu hỏi này à, cô động lại là như thế này đâu không phải là ngày công chức đây là nội dung câu hỏi mà đưa ra bốn phương án A là chuyên viên chính B là chuyên viên cao cấp C là C là chuyên viên chế C là chuyên viên uh, cán sự chính à, tôi đọc lại này đâu không phải là ngày công chức phương án A là chuyên viên chính phương án B là chuyên viên cao cấp phương án C là cán sự chính phương án D là cán sự thì đề bài hỏi ở đây là không phải là ngày công chức thì chúng ta căn cứ điều 42, thì chúng ta suy ra ba phương án là ngạch công chức đó là phương án A chuyên viên chính này, phương án B chuyên viên cao cấp này, phương án D cán sự đó là ba ba à, phương án đều là ngạch công chức suy ra phương án còn lại cán sự chính không phải là ngạch công chức đó là khi các bạn học các bạn tư duy này à, chúng ta đã đã thông hiểu rồi thì chúng ta dùng tư duy chúng ta loại trừ ba phương án à, là ngạch công chức thì phương án còn lại cán sự chính không phải là ngạch công chức đó các bạn thấy tuyệt vời không này à, như vậy chúng ta thay đi một giá trị không phải là ngành công chức bằng một giá trị không phải ngành công chức khác chúng ta có một câu hỏi mới à, như vậy là có rất nhiều câu hỏi vì vậy các bạn không chạy show đi tìm câu hỏi trắc nghiệm mới học được học trên phần mềm hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu cho các bạn là học để có kiến thức vượt qua kỳ thi học để có kiến thức khi chúng tuyển làm việc tốt hơn và nội dung câu hỏi mang tính chất nhận biết nội dung câu hỏi mang tính chất thông hiểu là các bạn phải tư duy hiểu nội dung mới làm được các bạn không học thuộc được Học thuộc làm sao được à, Vì thi trắc nghiệm nó phơi bày hết lên trên màn hình rồi Các bạn không cần phải học thuộc à, Chúng ta chỉ hiểu nội dung học lần đầu Rồi sau đó các bạn tiến hành thi thử, à, Đánh giá à, Cho hiểu biết của các bạn từng tài liệu Học tốt tài liệu này chuyển sang tài liệu khác đó phương pháp học là như vậy Giới thiệu với các bạn như vậy Các bạn căn cứ điều 42 Đây thầy trích vào đây cho các bạn à, Đây là nội Đáp án đúng là G-Connect Answer Đây cắn sự chính là không phải là ngày công chức Vì nó không có trong tài liệu Đó là nội dung sai Nội dung sai là nội dung không phải là ngày công chức mà. Đó, xin giới thiệu với các bạn như vậy à, Các bạn muốn học lại cái mục này Thì các bạn lại kích chuột vào mục à, 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 cái, cái mục kích cái thước chung này Bây giờ để bảo mật cái mật khẩu của mình Các bạn thoát ra khỏi phần mềm Các bạn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình này à, Các bạn tránh cái trường hợp là các bạn học khuya quá các bạn cứ để như thế là các bạn tắt máy các bạn không tắt máy tính thì hôm sau cái trình duyệt bảo mật của các bạn trình duyệt trên máy tính của các bạn nó sẽ bật cái tính năng bảo mật thì các bạn đăng nhập đôi lúc là lung tung. vì vậy các bạn phải mỗi khi kết thúc phiên làm việc với phần mềm các bạn hãy tắt máy tính trước khi tắt máy tính thì các bạn phải thoát ra khỏi phần mềm. Các bạn nhấn nút trái chuột vào góc phải trên cùng màn hình, các bạn chọn cái chữ thoát rồi sau đó các bạn shut down Windows hoặc hệ điều hành để các bạn thoát ra khỏi phần mềm xong để các bạn sắp down máy tính tắt điện máy tính để tiết kiệm pin và tiết kiệm điện rồi các bạn sẽ tăng cái sức bền của máy tính lên các bạn không để điện trong một cái máy tính sách tay suốt ngày suốt đêm như vậy là không tốt giới thiệu với các bạn như vậy đó là các bạn đã thi các bạn đã học lần đầu bây giờ tôi giới thiệu sang phần 2 là các bạn muốn thi thử trên phần mềm từng tài liệu thì làm thế nào À, các bạn lại đăng nhập, lại các bạn lại gõ à, cái địa chỉ khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn, các bạn lại gõ vn à, ví dụ các bạn đã thoát ra khỏi phần mềm rồi, thì sau đó các bạn à, có ký danh mật khẩu ở mục à, môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức, các bạn để con trỏ ở mục này, nếu để nhầm trong mục khác không đăng nhập được, thì sau đó các bạn chọn login để đăng nhập vào phần mềm, thì sau đó là các bạn sẽ à, chọn một cái tài liệu nào đó một mục nào đó để các bạn có thể thi thử cái tài liệu đó cho từng mục. Thí dụ các bạn chọn cái mục này, các bạn nhấn nút trái chuột để các bạn thực hiện đề thi. Sau các bạn chọn Start là bắt đầu. Thì bây giờ các bạn làm bài thì các bạn đọc. À, thí dụ các bạn đọc là công chức được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương thuộc vào loại nào. Thì ở đây có loại A, loại B, loại C, loại D. Thì loại câu hỏi này thì các bạn bốn phương án lựa chọn để được lựa chọn một phương án nhưng mà các bạn không thích mà nhấn và giữ nút trái chuột kéo thả vào một cái ô. thí dụ như các bạn bảo à ở đây là loại c thì các bạn nhấn nút trái chuột vào loại c các bạn dê thả vào cái ô này. sau đó thời gian làm bài vẫn còn thì các bạn vừa không ở đây loại b kia thì các bạn kích chuột vào loại vào chữ b phương án b này Dê chuột thả vào cái ô này. đó là cái cái loại câu kéo thả lựa chọn trong bốn phương án các bạn kéo đi kéo lại À, còn thời gian các bạn vẫn à, di chuyển được à, loại câu hỏi bốn lựa chọn thí dụ như là theo luật cán bộ công chức 2008 2019 đâu không phải là ngành công chức thì các bạn đã học rồi thì các bạn liếc nhanh phát các bạn thấy cán chữ chính này để à, không phải là ngành công chức các bạn kích chuột ngay vào phương án B đó đây là bốn lựa chọn được lựa chọn một phương án đúng nhất thí dụ có trường hợp A đúng B đúng nhưng B đúng hơn A Thì phải chọn B à, đúng là gì thì tôi đã giới thiệu với các bạn đây là bốn phương án tức là có nhiều phương án được lựa chọn một phương án đúng nhất đầy đủ nhất đó đời cái nguyên tắc của câu hỏi trắc nghiệm muốn lựa chọn là như vậy phổ biến à, trong kỳ thi à, trắc nghiệm là rơi vào loại câu à, có nhiều lựa chọn được lựa chọn một một phương án đúng nhất để các bạn chọn còn loại câu tiếp theo là loại câu các bạn không gợi ý à, câu hỏi à, không không gợi ý phương án trả lời mà chỉ có nội dung câu hỏi thôi à, rồi các bạn có À, có loại câu gõ số vào có loại câu là gõ ký tự và số thì cái loại câu gõ số thì các bạn chỉ được gọi gõ số thôi thí dụ như là có bao nhiêu nguyên tắc trong thi hành công vụ thì phương án a b c D không có gợi ý thì các bạn chẳng hạn như các bạn gõ vào đây đưa con chó vào đây ví dụ như các bạn cho rằng là năm thì các bạn gõ số năm à, đây là loại câu gõ à, ký tự đó à, bằng số chứ không được gõ ký tự <laughs> tức là à, gõ số thì đây là thí dụ như là có bảy nguyên tắc thì các bạn gọi cái từ bảy đây là giới thiệu cho các bạn phương pháp làm bài thôi à, rồi loại câu là à, không có phương án gợi ý nhưng các bạn phải gọi ký tự vào Đó, thì loại câu này nó bắt đầu nó 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 khó hơn ai quy định à, cụ thể chính trách à, của người có tài năng thí dụ các bạn gọi vào đây thì là chính phủ chẳng hạn thì các bạn gọi chính phủ đây tôi giới thiệu thôi à, các bạn gọi chính phủ được phép gọi ký tự à, và ký tự số một loại câu chỉ được gõ ký tự số thôi thì các loại câu hỏi trắc nghiệm này eh, nó mang tính chất không có phương án gợi ý đó ý thầy Minh họa cho các bạn như vậy một loại câu nữa là à, nó không nó chỉ có hai giá trị để các bạn nhận định thì giá trị nào đúng giá trị nào sai à, nội dung nào đúng nội dung sai à, để các bạn đánh giá được khi các bạn đã thông hiểu được rồi thì yêu cầu các bạn nhận định cái nhận định đó đúng hay sai nếu đúng thì chọn chu mà nếu sai thì chọn for. Thí dụ như là theo luật cán bộ công chức 2008 sửa đổi 2019, cán bộ công chức phải thực hiện cần kiệm liêm chính trí công vô tư trong hoạt động nghề nghiệp. Thì đây là cái nhận định hay là một cái nội dung thì các bạn cho rằng nội dung này đúng thì các bạn chọn chu mà nội dung này sai thì các bạn chọn for. Thì các bạn thấy các bạn là loại câu hỏi thông hiểu mà. Thì các bạn hiểu rằng cán bộ công chức là phải thực hiện thi hành công vụ chứ không phải hoạt động nghề nghiệp cho nên các bạn hiểu được như vậy thì các bạn thấy cái nhận định cán bộ công chức phải thực hiện cần kiểm liêm chính trị công vô tư trong hoạt động công vụ đây là một nội dung sai cho nên các bạn chọn for đó. sau đó các bạn muốn nộp bài sớm thì có chữ finish ở đây hoặc là các bạn di chuyển con trỏ lên phía trên các bạn thấy chữ finish này các bạn đầu bài sớm các bạn nhấn nó trái chuột một lần vào finish sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy nộp bài kết thúc à, nhấn vào nộp bài này à, Nộp bài kết thúc này thì khi đó các bạn sẽ thấy được là à, câu câu trả lời của bạn đúng nó có màu xanh đó à, thì các bạn đọc ở đây và được bao nhiêu điểm thì nó nó ở phơi bày trên màn hình này bao nhiêu phần trăm số câu trả lời đúng đó và những câu chưa trả lời và những câu trả lời sai thì nó có màu đỏ à, cứ như vậy là các bạn lại và xem lại lại học đi học lại nhiều lần đó thì ở đây các bạn thấy là các bạn trả lời đúng này trả lời đúng này đó thì nó có màu màu xanh thí dụ câu hỏi ai quy định cụ thể chính trách với người có tài năng thì các bạn gõ cái chính phủ là đúng rồi các bạn có bao nhiêu nguyên tắc trong thi hành công vụ các bạn gọi số 5 là đúng đó thì nó thể hiện màu xanh à, nếu các bạn gõ sai thì nó sẽ có màu đỏ à, thì các bạn bắt đầu lướt lại để các bạn học à, ấy, như vậy là À, tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp à, thi thử cho từng tài liệu từng từng mục một ở trên phần mềm để các bạn à, xem thử kiểm tra đánh giá tự kiểm tra đánh giá kiến thức của mình nếu tốt rồi chúng ta bỏ, chúng ta bỏ khoa để học cái tài liệu khác cứ như vậy các bạn làm đi làm lại nhiều lần thì các bạn sẽ có kiến thức rất vững và khi các bạn có kiến thức vững rồi thì các bạn làm việc tự tin lắm à, chúng ta hiểu đúng nội dung à, và khi làm việc là chúng ta sẽ làm việc đúng được À, giới thiệu với các bạn như vậy à, chúng ta có kiến thức vượt qua kỳ thi chúng ta có kiến thức để khi chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn à, đó là cái mục đích chính là tôi giới thiệu với các bạn chúng ta chọn vào góc phải trên cùng màn hình à, cái hình người để chúng ta chọn ra thoát để thoát ra khỏi phần mềm để bảo mật cái mật khẩu của mình à, và chúng ta à, tắt máy tính thì chúng ta sắt đao hãy điều hành rồi chúng ta à, tắt nguồn điện à, giới thiệu với các bạn như vậy như vậy tôi đã giới thiệu xong với các bạn Danh mục tài liệu câu hỏi trách nghiệm có trên phần mềm à, để các bạn à, dự ôn tập kiến thức dự tuyển công chức phần kiến thức chung à, giới thiệu với các bạn như vậy các bạn có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại trên màn hình để nhận được video bài giảng, các bạn xem video bài giảng miễn phí trên điện thoại của các bạn. À, phần mềm mình thức trắc nghiệm.vn là phần mềm phi lợi nhuận. Các bạn xem video của thầy hay và bổ ích. Nếu chưa chọn nút đăng ký thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký để nhận được video bài giảng mới sớm nhất và các bạn xem video bài giảng theo từng mục chúc các bạn thành công